Kính bạch thầy Trịnh Hải, con có vài câu hỏi, vài câu lần hả? Kính chị thầy giảng giải cho. Câu thứ nhất, hiện thời tuổi con đã trên 80 rồi, cách đây khoảng 8-9 tháng con có cục bướu gần vùng kín, tròn và khá lớn nhưng không đau. Các con cháu bảo đi bác sĩ nhưng con thấy không đau và không ảnh hưởng gì cả nên từ chối. Hai, con thường đọc câu ngài. À, đây là một câu hỏi hay là đây là câu hỏi. Nếu chư vị không đi cũng được, nhưng mà tình hái này cũng khuyên chư vị, nếu mà cái bệnh này là bệnh thường tình thôi thì mình nhiều khi không đi bác sĩ thì mình cứ chập chờn lo sợ thôi. Mình con cái mình nó nói như vậy thì mình đi cho con cái mình nó vui, và bác sĩ nói như vậy mình an tâm. Nếu mà bác sĩ nói cái cục này là cái cục đai hại rồi, mình chắc là bà cụ phải chết rồi chứ không còn mối sẻ nữa, thì mình cảm ơn bác sĩ, nhờ cái bệnh này mà chắc chắn tôi phải đi sớm rồi, cho nên mình cảm thấy vui mừng vô cùng, tại vì mình muốn vãng sanh mà, phải không chứ vậy? Còn nếu mà bác sĩ nói không có gì đâu, thì không có gì đâu, mình ở đây chịu khổ thêm vài năm nữa cũng được, như vậy mình cũng an tâm tự tại hơn, mà con cái mình nó vui, nhờ con cái mình vui mà nói con ơi thôi bây giờ chuẩn bị hồi niệm cho mẹ nghe, con cái mình nó vâng lệnh mình tốt hơn. Cho nên chư vị không ngại gì mà nói là lánh xa bác sĩ làm chi, phải không chư vị? Mình an nhiên tự tại hơn, đúng không? Chư vị đồng ý không này? Chứ mà bỏ đi không từ chối không đi thì cũng được, chứ cũng ai cấm chư vị chi, tại nó không đâu mà. Nhưng mà có thể nương theo cái ý muốn của con cái, nhiều mình đi như vậy mà con cái mình nó thương mình hơn, nó vui vẻ hơn. Như vậy đạo và đời không có cách biệt nhau, đúng không chư vị? Nếu mà cái bệnh mà không còn cách nào cứu chữa được thì cũng đi làm chi, hồi ở nhà nói niệm Phật cũng được, phải không? Câu hỏi thứ hai, con thường đọc câu ngài Pháp Sư Tịnh Không đã có lần chỉ dạy cho người hay bệnh đau nơi nào, tôi xin lỗi xin thân thể hãy tha thứ cho tôi, xin cảm ơn tôi yêu người, Nam Mô A Di Đà Phật. Con nghĩ đó là nghiệp chướng của con mắc phải, vậy con làm như vậy có được không? Được, không sao cả. Tức là khi mà một cái bệnh nào, ý nghĩa của ngài là nói là khi một cái bệnh nào nó đến với chúng ta, luôn luôn nó có cái nguyên nhân của nó, chúng ta vui vẻ chấp nhận đi. Cho nên người mà muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải tự tại trước bệnh khổ, là chấp nhận bệnh khổ chứ không phải sợ bệnh khổ. Những người mà sợ bệnh khổ thì thường thường khi mà cái bệnh nó đến với mình không còn tự tại được. Như vậy tự tại của một vị thánh nhân, của một vị đại cao tăng, một vị mà tổ sư thì các ngài không bệnh. Mà bệnh rồi các ngài cũng không đâu, tại vì ngài cái phước báo ngoài lớn quá. Còn chúng ta thì tự tại của chúng ta nó khác, là có bệnh chúng ta không sợ. Mà bệnh mà nó đau thì chúng ta nói như vậy là chứng tỏ mình là phàm phu đúng mức rồi, lo thành tâm chi thành chi kính mà niệm Phật đi, cầu Phật gia trì. Vô tình tất cả những bệnh hoạn đó nó thúc đẩy cho mình tu hành tốt, nó thúc đẩy cho cái tâm trí của mình nghĩ những cái đúng chứ không còn nghĩ sai nữa. Nếu mà không bệnh mình nghĩ là tôi hồi trước là chắc tu phước tôi là nhiều lắm đây, tôi có làm người đại thượng nhân đây, tôi nghe là cái gì đó, mình cứ mình khoe mình lên mà không thấy cái lỗi của mình. Không ngờ khi bệnh nhân ứng hiện ra, những cái mà mình gọi là mình giỏi mình được, mình làm tốt đó không bằng một chút xíu đối với cái bệnh, đối với cái tội, đối với cái nghiệp của mình. Cho nên hiểu được như vậy thì chúng ta tự nhiên thấy khiêm liền, không có thượng mạng nữa, không có tự mạng nữa, mà nhờ cái tính khiêm cung thành kính mà được Phật lực gia trì. Xin thưa với chư vị, nhiều khi bệnh đau nó mất hồi nào không hay, rất nhiều người được khổ niệm bệnh ung thư mà không có một tiếng than, mà toàn là tiếng cười không thôi. Còn chọc người ta cười nữa, mà niệm Phật lạy Phật cho đến hơi thở cuối cùng rồi buông báo thân ra đi, họ vãng sanh trước mặt. Hay lắm chư vị ơi, nhớ nha. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không là nhắc nhở chúng ta không sợ bệnh, mà khi một cái căn bệnh nó ra, mình tự trách mình, tự sám hối đi, tại sao mình làm những điều sơ suất, mình làm khơi tội chúng sanh. Cho nên tu là sám hối, bất cứ cái pháp môn tu nào cũng sám hối cả. Thì cái đường tu chúng ta là sám hối để vãng sanh, chứ không phải sám hối để cầu hết nghiệp. Nhớ nha chư vị nghe, thương cái nghiệp, cảm ơn cái nghiệp đi, thường tự nhiên chư vị.
ở trong quang minh phổ chiếu của A Di Đà Phật, đời này chúng ta vãng sanh tốt lắm đó chư vị. A Di Đà Phật.